Chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Phú Nấy. Không chào. Phải giơ tay đi từ trong đi ra. Cái gọi là đi thi rốt thế, thi hoa hậu ấy, chỗ này em. Đấy, chỗ cô đấy. Đây này. Ơ chị Quỳnh, nay chuẩn bị đi đâu mà diện bộ đồ đẹp thế? Nòm trẻ quá cơ. Ôi giời ơi, trẻ gì nữa ở em. Năm nay chị hơn 50 tuổi rồi, kể ra cũng thao lão được rồi. Trời ạ, ngoài 50 tuổi rồi mà trông cứ như là ngoài 30 ấy. Ơ, nhà chị đi đâu hay cái? Mà mỗi mà chị ở nhà một mình mà sao cửa hàng lại to thế nhỉ? Nhà chị hai cháu học ở ngoài Hà Nội, cháu lớn lấy chồng ở luôn ngoài Hà Nội, còn cháu thứ hai đang học đại học. Anh thì công tác bên bảo hiểm xã hội đi suốt, chị thì tham gia bên chi hội trưởng phụ nữ nên cũng hay có việc, nên cửa hàng thường phải đóng cửa ấy em ạ. Chị đúng là mẫu người của phong trào, việc nào cũng vẹn toàn, năm nào trời chị cũng đạt chi hội vững mạnh, xuất sắc và là điển hình của toàn thị trấn ấy, đúng là năm bóng ăn. Liên hiệp phụ nữ huyện Việt Yên có tổ chức hội thi chi hội trưởng giỏi, phụ nữ giỏi. Chị em mình cùng tham gia để giao lưu, học hỏi, mang kiến thêm kiến thức về xây dựng cơ sở ngày càng phát triển. Chị em mình cùng tham gia nhé. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, lời đầu tiên tôi thay mặt cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nánh gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thị trấn Nánh nằm ở phía đông nam huyện Việt Yên, là trung tâm cụm công nghiệp Đỉnh Trám Sen Hồ, nên rất thuận tiện cho việc phát triển kinh tế, thương mại, du lịch địa phương. Với tổng diện tích trên 65 hectare, trong đó hơn 3.000 hội viên, hơn 3.000 nhân khẩu, trong đó hơn 3.000 hội viên sinh hoạt trong 11 tổ dân phố. Với truyền thống phụ nữ cần cù, năng động, sáng tạo, các cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân và các thế hệ luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Thưa quý vị đại biểu, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nánh đã xây dựng được nhiều mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các phong trào của hội giúp nhau, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhằm xây dựng phong trào ngày càng vững mạnh, thôi thúc chị em phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Chi hội hàng quý có tổ chức sinh hoạt nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của địa phương và tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, hội nghị các cấp đã tiêu biểu, đặc biệt là chi hội phụ nữ thị trấn Nánh có tuyên truyền đến các chi hội, hội viên tham gia bảo hiểm xã hội, phát huy truyền thống phụ nữ thị trấn Nánh anh hùng đổi mới trong thời kỳ, anh hùng sáng tạo trong thời kỳ đổi mới đất nước. Các tầng lớp phụ nữ luôn luôn nhận thức, nắm rõ vai trò trách nhiệm của mình, giữ vững phẩm chất phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được ổn
định đời sống vật chất tinh thần của chị em ngày càng nâng cao, nhằm xây dựng quê hương thị trấn Nánh ngày càng giàu đẹp văn minh. Tìm hiểu về phong trào thị trấn Nánh là chi hội tổ dân phố Nánh với 285 hội viên sinh hoạt trong 3 tổ. Các cán bộ chi hội tổ hội luôn luôn đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trọng tâm của hội. Các phong trào chị em sáng tạo các phong trào để xây dựng nhằm thu hút hội viên hàng năm đã thu hút được 10 đến 15 hội viên tham gia tổ chức hội. Thường xuyên tổ chức kế ngưỡng gây quỹ đạt 120 triệu đồng, nâng chân quỹ cách bình quân mỗi chị em đạt 400.000 đồng trên một hội viên. Các phong trào chị em xây dựng các phong trào, các mô hình thu gom rác thải, biến rác thải, phế thải thành những chiếc xe đạp, thành hàng chục, hàng trăm phần quà nhằm san sẻ yêu thương tới các phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có thành tích tốt vươn lên từ học tập. Từ những mô hình đó đã thu hút được nhiều chị em phụ nữ tham gia nhằm tuyên truyền giảm thiểu dùng túi ni lông. Các phong trào của hội chị em thường xuyên quan tâm tới tinh thần đời sống vật chất tinh thần của chị em phụ nữ, xây dựng quê hương thị trấn Nánh ngày càng thanh lịch văn minh. Từ đó chị em luôn luôn đoàn kết xây dựng phong trào trong sạch vững mạnh, luôn là lá cờ đầu của toàn thị trấn, góp phần cùng toàn đảng toàn dân thị trấn Nánh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Thị trấn Nánh nay rực sáng tương lai, sức sống mới như tầm cao thời đại, xóm ngõ đường làng khang trang thoáng mát, san sát muôn nhà sắc thắm tầm cao, thập thoáng hàng hoa in ánh điện sáng lao sao, nhà văn hóa điện đường trường trạm như phố của trong làng thị trấn giữ miền quê. Thưa quý vị đại biểu, đến với hội thi hôm nay, đơn vị chúng tôi gồm có tôi Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố Nánh, cùng các cán bộ tổ hội. Chúng tôi đến đây với hội thi nhằm giao lưu học hỏi, mang thêm kiến thức về xây dựng cơ sở ngày càng vững mạnh, mang đến hội thi chi hội trưởng giỏi với thông điệp đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, xây dựng chi hội vững mạnh. Một lần nữa, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn.